Hiện tại mình đang đi khảo sát các mô hình người ta xây dựng về vườn khu vườn sinh thái nghỉ dưỡng ở xã Trung Lập Hạ. Đây là mô hình trồng cây ăn trái, dưới người ta là có thể thả cá nuôi, tạo ra là một mô hình sinh thái nghỉ dưỡng và những người vào cuối tuần mình về nghỉ ngơi với một khí hậu trong lành mát mẻ, mà quãng đường mình đi từ trung tâm thành phố Hồ Chí Minh nó chỉ mất khoảng từ 30 đến 45 phút. Đây mà là một nơi sau 2-3 năm là thành huyện Củ Chi sẽ được quy hoạch lên thành phố Củ Chi, được chỉ đạo trực tiếp của Thủ tướng Chính phủ và một số các tập đoàn lớn như Vingroup, tập đoàn Hưng Thịnh. Trên hơn 6.000 hectare làm về các khu như biệt thự cao cấp, các trung tâm thương mại và các khu dân cư nghỉ dưỡng, các khu resort. Đây chúng ta có thể nhìn thấy là người ta đang trồng cái ổi này, mít này. Đây này, hồ người ta đang thả hoa súng, hoa sen rất là đẹp. Này, ngoài chúng ta là trồng cây ăn trái, thả cá, như các biện pháp người ta xây nhà có thể sử dụng như kiểu như những ngôi nhà nổi trên nước. Đây là mô hình thực tế người ta đã và làm xây dựng trên đất trên xã Trung Lập Hạ, huyện Củ Chi. Đây nó là mô hình nhà hàng, mô hình nhà ở được nổi trên nước, trên mặt nước. Nó khá là đơn giản mà cũng rất là đẹp. Về điện nước thì chúng ta có thể sử dụng như năng lượng mặt trời, về hiện tại thực tế chúng ta là đi về đây là chúng ta nghỉ dưỡng cuối tuần nên là cái chi phí điện nước chúng ta thì cũng không cao. Đây là một nơi rất là lý tưởng để chúng ta về đây có thể xây dựng và đầu tư theo cái mô hình người ta đang